Alo chị ơi, hôm nay tiệm có làm không để em chạy qua? Có em yêu qua liền đi. Rồi rồi, Làm chắc gì vậy? ok, máu mình chắc rồi để em chạy qua. Ok. Đi làm nail thôi mọi người ơi, ngày mai là tôi thi chung kết rồi mà bây giờ mọi người coi cái móng tôi nè, chó gặm ghê chua, tróc hết trơn rồi. Còn được một miếng này là không tróc nha. Tôi đang ngồi tôi phiêu cái lịch mà kế hoạch của tôi á cho tháng 11 với lại chuẩn bị bước qua tháng 12 đây. Và bây giờ cái việc đầu tiên trong vlog này là sẽ đi độ lại bộ nail. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. Tôi sẽ đi rehearsal chương trình, tôi đang mặc áo nhóm nè, cho mọi người xem. Hiện tại là tụi mình đã hoàn thành xong sân khấu rehearsal cho ngày mai rồi. Hơi trễ, mọi người hơi mệt nhưng mà sao? Nhưng mà hoàn thành xong thì là ok, mọi người làm rất là tốt. Chuẩn bị nha. Hẹn gặp lại mọi người. Trời ơi, con mồ hôi nè, giống như là mới tập gym trên máy chạy bộ mà nửa tiếng xong vậy. Thôi đi về, cảm ơn mọi người. Trời ơi kìa, em sành điệu quá, chả ơi. Mọi người ơi, cái này là phải cảm ơn anh Nguyễn Văn Đậu. Người là tài trợ cho cái chiếc logo của tụi mình đi thi đó. Mọi người ơi, xin cảm ơn tới anh Đậu rất nhiều. Anh yêu anh. Hẹn anh các bạn gặp ngày mai nha. Ôi lắm. Chỗ gì vậy má? Thạch xanh hay sao vậy? Hello mọi người. Tôi đang hưởng tuần trăng mật cùng với Bim. Ông xã ơi. Nói chứ giờ là 3:30 sáng rồi đó mọi người. Tụi tôi vừa mới quay căn phòng đỏ tập 5 và cũng là cái tập cuối cùng của mùa 1 luôn. Thì tụi tôi quay với lại Bảo Long, Đắc Lu, Tường Vi, Nhật Vi thì tụi nó về rồi. Còn con này thì ngủ lại nhà tôi chứ đâu dám về. Đúng rồi, không dám về nữa, mất công nữa. Tao yếu lắm. Dẫn tao đi chơi. Ôi, đừng. Nói chung là hôm nay cũng là một ngày bận rộn đó. Dài răng rạc. Mới get under đi xong thì chưa có soạn đồ để ngày mai đi thi nữa mọi người. Nhưng mà mai sẽ dậy sớm soạn sau ha. Để nó gửi nó một phút này má nghe đi. Hay từ từ đi má ơi, để tắt cái này rồi nghe rồi. Chuyện riêng tư mà mở lên đây vậy trời. Rồi. À, nói chứ tôi bao mọi người nha. Bây giờ tôi phải đi nhiều chuyện xíu rồi tôi mới ngủ. Mua. Bye. Stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. Cái xuồng này chắc là anh Phán sẽ không lấy vô đâu tại vì nó quá vô kìa. Nói chung ngày hôm nay chủ nhân cái máy này và cái chủ nhân cái vlog này tạm thời sẽ là cùng một tay Ashley và Kiệt Lâm. Cho nên các bạn sẽ được thấy những cái mảng hề hước hơn, xinh đẹp hơn. Còn có hay không thì không biết, sủa vậy đó. Vậy nha, nữ hoàng vi sùa. Từ để em... lột rồi, đang lột rồi. Trời ơi, em ơi, môi trường sư phạm mà em mang cái gì anh thấy nó hơi xẻ xuống mấy cái lỗ rốn phải không? Rồi, các bạn đang thấy là xí nghiệp phải không? Trời ơi, biết gì anh em mua đá bào không? Biết gì anh em mua đá bào mà trường ngoài này ở Thủ Đức. Mua ngoài quận 1 ra Thủ Đức con còn nước không hết đã. Thất bại. Finally I'm home. Bây giờ thì đang cởi bỏ những cái thứ ở trên người của mình ra một cái đã mọi người ơi. Tôi đang cởi quần. Tháo cái băng gối nhảy ra nè. Vớ nè. Trời ơi, được mặc một cái chiếc quần ngủ nó thoải mái gì đâu quá trời. Nói chung là cũng hiểu cảm giác của mấy bạn nữ kiểu đi nguyên một ngày về á. Rồi kiểu gỡ cái bra của mình ra nó thoải mái như thế nào á. Thì mình hiểu được cái cảm giác đó nha. Trên đường về tôi có ghé tôi mua hộp cơm tắm để tôi ăn nè mọi người. Nhưng mà khoan nha, bây giờ để tháo len ra một cái đi. Xong rồi vừa ăn vừa tâm sự cái chuyện đi thi cho mọi người nghe hen. Rồi he, là đã đi thi á, được khán giả ở dưới cổ vũ la hét sùm luôn. Trời ơi, nói chung là hạnh phúc sướng lắm mọi người. Thì cái cuộc thi này á, chung kết là sẽ có những bạn thi hát riêng lẻ và sẽ có những cái đội nhóm thi nhảy giống tụi mình. Lúc ban đầu theo thể lệ á, thì ở đêm chung kết sẽ có 7 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu. Và có 3 giải nhất nhì ba, giải nhất là 50 triệu, giải nhì là 35 triệu, còn giải ba là 20 triệu hay sao á, mình không có nhớ rõ giải ba. Cái xong nghe, tự nhiên cái lúc
trao giải á, thì mới đọc là chỉ có 6 giải khuyến khích thôi. Thì tụi mình ở dưới đây tụi mình cuối cũng chấm hỏi với mọi người. Xong rồi cái chị MC mới thông báo lại là có một sự thay đổi bất ngờ từ phía ban tổ chức với lại ban giám khảo, là sẽ có thêm một giải 4 nữa. Và giải 4 này sẽ là 10 triệu và cắt bớt một giải khuyến khích 5 triệu qua. Tức có nghĩa là bù thêm một cái giải 4 và bù thêm 5 triệu vào tiền giải đó đó mọi người. Tại vì ở trong nội bộ chấm giải này nọ không biết làm sao thì mới bổ sung thêm một giải để tăng tiền lên. Thì cái giải 4 đó là tụi tôi á mọi người, cũng có hơi tiếc một chút xíu vì mình đã làm hết sức mình, cũng cố gắng, cũng chiêu trò concept trang phục, dựng bài các thứ này nọ, nhưng mà không có được cái giải cao như là mình mong đợi á. Tại vì tụi tôi kiểu expectation là mình sẽ nằm trong top 3, bởi vì trong top 3 là sẽ được đi ra Hà Nội để diễn ở một cái gala night của Ice Cook hay gì á. Hiện tại tôi đang không biết là cái giải 4 này vừa bổ sung thay đổi ở cái lúc trao giải có được phép đi cùng với lại ba cái đội chiến thắng nhất nhì ba kia để ra Hà Nội diễn hay không. Cái này thì giờ mình sẽ được thông báo sau. Nói chung là Ice Cook thì cũng giàu đó mọi người, nhưng mà người ta có chịu bỏ kinh phí ra để xem xét hợp lý hay không thì cái đó là cái chuyện của người ta. Còn ở phía tụi tôi thì tụi tôi cảm thấy là tụi tôi đã làm rất tốt rồi. Cái lúc mà chị ban giám khảo lên để trao cái bảng giải thưởng á, tức là chị Mỹ Mỹ á, thì chị có nói với tụi tôi là nói nhỏ thôi nha, là ở dưới họ ban giám khảo cân nhắc lắm mới xin ban tổ chức thêm một giải 4 và cắt bớt một giải khuyến khích cho tụi em đó, tại vì tụi em làm quá tốt. Thì tôi nghĩ thêm một cái hướng tích cực thôi, tại vì nhóm tụi mình làm tốt cho nên ban giám khảo, ban tổ chức người ta mới thấy xứng đáng và tạo thêm giải thưởng bỏ tiền vào, đúng không mọi người? Ở đó là cái câu chuyện mà tụi tôi đi thi ngày hôm nay. Nói chung cá nhân tôi thấy những cái cuộc thi này nó cũng không phải là những cái cuộc thi lớn, nó chỉ là những cái cuộc thi vừa vừa thôi, nhưng mà cái giải thưởng quán quân mà lên tới 50 triệu thì tôi cũng thấy ok. Nhưng mà có một cái nha, cái sân khấu làm á không biết tại sao nó hơi nhỏ so với cái sự mong đợi của tôi á. Tôi nghĩ là sân khấu sẽ to bự. Cái sân khấu nhảy á, lúc mà tụi tôi tập ở những cái phòng tập to nha, mà lúc lên rehearsal ướm sân khấu á, tụi tôi phải gom cái đồ hình lại còn chút xíu vậy nè, chứ không có bung ra hết cỡ được, tại vì bung ra hết cỡ là lọt ở dưới luôn, xuống cái bậc tam cấp luôn. Rau giá sống cho nên là tôi sang không rau. Trời ơi, nhìn cái tô giống như nít ăn ghê á. Ăn mì quảng là phải cẩn thận một xíu. Thường tôi ăn này tôi cởi cái áo ra tôi ăn, mọi người ơi. Ý là nó ở nhà nha chứ không phải ngoài đường. Tại vì cái này nè mà ăn nó giam vô cái áo rồi là thôi xong. Nhất là áo trắng á, thường tôi ăn á là tôi hay ăn với cái ớt này nè. Chỗ nó thơm kinh khủng. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang edit video. À không phải là đang mà là vừa edit video xong. Đây cho mọi người xem video căn phòng đỏ tập 5. Thì cũng là tập cuối cùng ở trong cái mùa 1. Chứ tự nhiên mình edit tới đây á, cái đoạn mà mình ghi chữ hết á, mình cảm thấy nó cũng có một chút gì đó động lại nhẹ trong lòng của mình. Nói chung là hơi cảm xúc một tí thôi. Và cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã xem và yêu thích cái series này. Mặc dù mùa 1 mình làm cũng có 5 tập thôi, nó không phải là một cái số lượng tập quá nhiều á. Mình biết là có những bạn coi sẽ không có đã đâu, nhưng mà cái plan của mình là như thế. Mình có những cái series khác, những cái content khác, những cái video khác để mình up lên sau cái series này. Tại vì lúc đầu mình tính làm cái series này á là mình hưởng ứng mùa Halloween thôi, cho nên là mình làm nó trong tháng 10 và ngày mai mình đăng tập năm là 25 tháng 11, là mình làm trong khoảng 1 tháng. Mình đang xem The Masked Singer tập 16 nè mọi người, chuẩn bị vào chung kết rồi. Mình phải công nhận mùa 1 đã hay lắm rồi, nhưng mà mùa 2 trời ơi nó còn hay hơn nữa. Nghệ sĩ toàn là hả quy tụ xịn sò không mà. Kiểu trong khoảng thời gian này mình cũng thấy là có khá nhiều cái hay ho để coi á. Ví dụ như là The Masked Singer nè, rồi Thạch Sanh Lý Thanh mình cũng có theo dõi cái series đó. Ở trên Netflix á, thì mình có xem tới Trái Làng Địa Ngục với lại Nghệ Thuật Sông Quỷ Nấu Mì. Thật ra là Nghệ Thuật Sông Quỷ Nấu Mì là mùa 2 ra đây cũng lâu lắm rồi đó, nhưng mà mình chưa xem hết tại vì mình rề á mọi người. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Mình vừa xong video thì mình sẽ đi get in ready và chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là thứ bảy, mình cũng có plan thì có gì mình support cho mọi người xem ha.
nên là tôi không có cầm cái máy lên để tôi vlog được. Thì hôm nay mọi thứ nó ổn thỏa rồi á, mới skincare với vlog cho mọi người nè. Hôm nay tôi xài cái này nha. Ê mà khoan đi, trước khi update á, tôi muốn khen cái này. Cái này tôi mua tới chai thứ hai rồi, đợi xíu để lấy cho coi. Đây nè, mọi người thấy hai chai không? Đâu có nói deal đâu. Không có nhận một đồng Sitting Bia nào luôn nha. Tại vì xài thích thiệt, trời ơi. Cái OO này có thấy được video này thì sponsor cho tôi đi. Tình hình đó là nhóm của Bin vừa nhận một cái lời offer cho một cái job, hoặc gọi là một cái show cũng được, là biên đạo và diễn cho cái sản phẩm comeback của anh Osad rapper đó mọi người. Ba giờ em còn chưa ngủ, tương tư về em với bây giờ cho đủ gì đó. Thì nói chung là người ta liên hệ tới nhóm của Bin cũng là do thấy những cái clip nó viral trên mạng, trên TikTok. À mọi người nhớ follow TikTok nhóm tôi nha, nếu mà bạn nào thích nhảy. Thì ở phía team của anh Osad đó có nói là thích cái sự biên đạo, cái sự sắp xếp đội hình, rồi trang phục, phong cách, style của nhóm tôi. Thì bữa giờ nha mọi người, kiểu cũng dành hết thời gian cá nhân của mình ra để dựng bài, rồi để tập luyện với nhau. Team của tôi biên xong cũng có quay một cái clip demo để gửi qua cho bên đó người ta xem, người ta feedback. Thì trộm vía là người ta có khen nha mọi người. Tất nhiên là cũng sẽ fit lại một vài chỗ, nhưng mà trên cái tinh thần là mọi thứ đang ok đó. Mọi người nhớ hôm bữa Bin chia sẻ team của Bin đi thi cái cuộc thi KK á, kết quả là cũng đúng như Bin nói cho mọi người nghe, là chỉ có top 3 mới được ra Hà Nội diễn thôi. Còn tụi mình là thứ tư, cho nên là tụi mình sẽ không có được ra Hà Nội diễn. Thì cái ngày mà Bin thấy ở bên team KK người ta thông báo á, ra Hà Nội là ngày 2 tháng 12 luôn. Nó trùng với cái ngày mà nhóm của Bin vừa nhận được một cái job này. Kiểu như là mọi người hiểu ý của Bin đang nói không? Nó giống như là khi mà mình không được cái cơ hội này, mà với cái sự nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ á, ông trời sẽ luôn tạo cho mình những cái cơ hội khác. Đó, cái ý của Bin nó là như vậy. Nó sẽ hơi tâm linh một chút xíu, nhưng mà Bin cảm thấy mọi thứ nó diễn ra đều có lý do của nó, và nó giống như là có một cái sự sắp đặt vô hình đó mọi người. Và bữa giờ mình tập, mình nghe nhạc thì trộm vía nha, theo cá nhân Bin thì Bin cảm thấy hai cái bài này khá là hay. Và Bin thấy có một bài là feat với lại Pháo nữa, cho nên là Bin nghĩ nó sẽ dễ viral và dễ trend ở trên TikTok. Trộm vía. Tại vì thật sự nghe cái bài đó nó kiểu rap lớp á mọi người, nghe nó dễ thương lắm. Ok, bây giờ Bin skincare xong thì Bin chuẩn bị đi ngủ. Thì trước khi ngủ cũng phải coi cái tập phim cuối cùng của Tết Đó Là Địa Ngục. Biết sao không, lướt ở trên Facebook từ sáng tới giờ đọc á, thấy mọi người chê, mọi người kêu là kiểu phim nó bị đầu voi đuôi chuột á mọi người, là kiểu mở đầu ra mọi thứ rất là hay, làm cho người ta rất là mong chờ, tạo rất là nhiều cái thắt nút á, xong rồi tới cuối phim á gỡ cái thắt nút đó ra mà gỡ không tới, làm cho người ta coi người ta bị hụt hẫng. Đại loại là tôi đọc comment tôi thấy như vậy đó, cho nên là lát tôi coi đi, coi như thế nào. Plan của Bin ngày mai thì sáng Bin sẽ đi cà phê để Bin edit video, chắc cũng sẽ tốn thời gian cho tới chiều tối luôn á. Và chiều tối thì Bin sẽ đi tập bài với lại team, tại vì chuẩn bị diễn nè. Đó, ngày mai thì lịch trình nó cũng đơn giản như vậy thôi, và sẽ nốt cho bản thân mình ngày mai sẽ ăn một cái gì đó thật ngon. Ok vậy nha, good night mọi người. Thử đậm lên coi, tại vì á mình nhìn bự á, chứ lúc mà mình thu keo nó lại nhỏ, trên phía trên thì nhìn cái logo nó có chút xíu à. Keo lại không thấy cái tai nghe đâu rồi, cái tai nghe nó bị vô nghĩa á, hoặc là cái tai nghe phải bự ra, nhưng mà bự ra thì nó bị ấy. Ủa sao thấy để lại dưới coi, thấy cũng hay mà mày. Cả hai tay cái này cũng ok, mà thấy cái dưới nó cũng nó trong khuôn hơn á. Mà mày phải cho nó to ra một miếng coi. Ổn này nha. Bây giờ thì mình đi rehearsal chương trình. Mọi người kìa. Tại sao vậy? Sinh viên mỹ thuật năm nhất và năm thứ hai. Hình ảnh dạo đúng ngành học. Oh,
Ba trả lời đi ạ.